Cúc xin thân ái, mến chào đại gia đình. Cúc xin chúc cho đại gia đình mình có một cái buổi nghe Tấm Cúc kể chuyện thật là vui. Thì hôm nay đến với cái mẫu chuyện này, Tấm Cúc mời đại gia đình mình nghe một cái mẫu chuyện có thật nha đại gia đình. Và mẫu chuyện này nó cũng rất là mặn. Đối với Tấm Cúc cảm thấy nó vừa mặn mà nó vừa nhói lòng nữa. Tại vì đây là một cái mẫu chuyện có thật của một anh trai từ ở bên nước ngoài, chứ không phải là của Việt Nam mình mà từ nước ngoài. Thì nước nào thì xin cho Tám Cúc là được được giấu, nhưng mà đây là một mối chuyện của hai vợ chồng anh ấy thật. Thì anh ấy gửi cho Tám Cúc qua cái đường email và muốn Tám Cúc là kể lại, phát lên YouTube cho mọi người nghe. Anh ấy gọi đây là một cái câu chuyện vui. Thì lúc đầu Tám Cúc có đọc qua xong, Tám Cúc mới nói có thể Tám Cúc không kể chuyện này được anh trai ơi, nó vừa mặn mà nó vừa có cái gì đó nhói trong cái lòng mình lắm. Anh trai có nói là Cúc kể đi, xong rồi anh sẽ gửi tiếp phần 2 nữa. Tại vì vợ chồng của anh có nhiều chuyện nó rất là éo le. Thì Cúc cứ kể đi. Thì ok, coi như là anh trai có lòng thì mình có dạ mình kể lên. Thì đại gia đình xem đây là một cái câu chuyện vui, nhưng thật sự nó có thật. Thì nếu anh chị em nào mà cảm thấy mình không thích nghe những cái mẩu chuyện nó mặn thì xin lướt qua giùm nha, chứ đừng có nói Cúc sao mà kể chuyện bậy bạ mặn hay là cái chuyện hơi dâm hay gì thì cũng tội nghiệp Tấm Cúc lắm. Tại vì á là cái kênh của Tấm Cúc thật sự mọi người biết, người nào cũng trên 18 tuổi mới vô coi hết rồi, người nào cũng biết yêu hết rồi, người nào cũng có từng có là dù chưa có gia đình thì cũng trên 18. Còn anh chị em thì thường thường cái kênh Tấm Cúc cảm thấy những người đứng đứng tuổi coi nhiều á, thì ai cũng có từng có vợ có chồng thì chắc chắn đều biết cái chuyện tình cảm của vợ chồng, thì đâu có thể nào mà làm như không biết được, đúng không? Khi Tấm Cúc kể thì mọi người có nhiều người làm như là có vẻ là đoan trang, nói Tấm Cúc sao kể kỳ quá, kể bậy quá, kể gì mà nghe phụ nữ gì mà cái chuyện dâm quá. Kể chuyện thôi chứ không có gì hết trơn á. Còn nhiều người á, nhiều anh á nói mắc cười lắm kìa, trời ơi nghe Tấm Cúc kể mỗi chuyện á là tôi ra 2 lần. Trời ơi, trời, nghe tôi kể chuyện mà ra 2 lần, ông này coi phim người lớn chắc ra cả 20 lần á. Thiệt tình khổ ghê. Thì á là vô cái mẫu chuyện này thì Cúc muốn nói là đây là một mẫu chuyện mặn nha đại gia đình, nên là Cúc cũng nếu mà mình gạt đi bớt thì nó không có còn là chuyện sự thật, tại đây là chuyện thật của vợ chồng người ta gửi cho Tấm Cúc kể. Thì Cúc cũng nghĩ tới nghĩ lui không biết có đụng chạm ai không, nhưng mà đây là chính cái nhân vật ở trong câu chuyện gửi Tấm Cúc thì đâu còn đụng chạm tới ai nữa đâu, đúng không? Cho nên Cúc xin kể luôn. Thì mời quý gia đình của mình nán lại nghe chút xíu nha. Em nói trước đây là mẫu chuyện mặn nha, và em có cài đặt là không có dành cho trẻ em. Thì những người coi cũng nghĩ là trên 18 thì đủ suy nghĩ là không nói bậy được nha. Đây thì bắt đầu vô mẫu chuyện. Thì mẫu chuyện như thế này, hai vợ chồng của anh này thì là cái anh chồng á, là coi như là đi đi làm ăn xa, là vài ba bữa mới về một lần, thỉnh thoảng mới về một lần ha. Đó thì cô vợ ở nhà, mà cô vợ ở nhà thì coi như là cô vợ này được ông chồng này cưng lắm, cưng chiều lắm, cho nên là tập thể dục tập gym đồ rất là gọi là cho cái tướng nó đẹp cho cổ á. Thì bắt đầu là anh chồng này đi cũng một một tuần hay gì đó ảnh mới về. Thì khi ảnh về tới trước cửa nhà thì ảnh nghe ở trong nhà là tiếng của cái cô vợ của ảnh, cái cô vợ của ổng là bắt đầu là ở trong cái phòng đó, là đóng cửa lại, mà sau nghe trong phòng mới là cái cô vợ này cổ cứ là thở hồi hộp, mà cổ rên rỉ rồi cổ thở từng hồi từng hồi. Anh chồng ông nghe ông nói trời, có gì ở trong phòng vợ mình vậy ta? Đó cái bắt đầu cô này càng lúc càng thở dập dồn thở quá trời thở. Thì khi mà nghe cái cô vợ la tiếng á lên một cái thì anh chồng là ảnh ảnh là có cái linh cảm, ảnh nói ảnh có cái linh cảm kỳ quá, không biết vợ có chuyện gì. Với lại trong cái đầu đàn ông á suy nghĩ là không lẽ vợ mình nó dắt nào về nhà sao, nghe cái tiếng này cũng ghê lắm, cũng nghe cũng giống giống. Cho nên là anh chàng quyết định đập cửa mạnh lên biểu vợ phải mở ra, mở nhanh lên. Trong đầu cũng suy nghĩ rồi, thì cô vợ mở ra, thì mở ra thì không có ngoài dự đoán của anh chàng này là trong phòng của cô vợ này đang có một cái chàng thanh niên, có một người thanh niên mà xăm mình mẩy hết trơn. Anh chàng này là anh đoán cao khoảng 1m8 trở lên, rất là bự con và xăm mình đầy đủ hết trơn, nhìn nhìn cũng hì hợm lắm.
Mà cái anh chồng của cô này thì cao có 1m6 à, cho nên là thấy là mình là coi như là lép vế, là không thể nào mà cãi tay đôi hay là đánh lộn lại với cái anh 1m8 mấy này được, cho nên là cũng ú ớ. Cho nên ổng mới hỏi cô vợ là anh chàng này là ai vậy, thì cô vợ mới nói là đây á là cái ông thầy, ông lại ông dạy cho em tập gym đó, thầy lại dạy cho em tập gym hàng ngày. Thì là ông chồng ông cũng đa nghi nhưng mà ông không có nói, tại vì ông cũng thấy ông kia là bự con quá, ông cũng xìu xuống thôi để cho ông kia đi về. Thì cái ông kia lúc này bắt đầu ông mới đi ra, ông đi về, ông đi về thì cái anh chồng này ảnh mới vừa tính hỏi cô vợ cho rõ ràng lại là ông thầy này như thế nào hay là này kia, chưa kịp hỏi nữa thì cô vợ này cổ mới nói là em đi tắm một cái, em mới tập gym em mệt quá bây giờ em phải đi tắm một cái đó. Thì cổ đi vô trong toilet ở trong nhà tắm mà cổ tắm đó, cổ tắm thì anh cổ hồi cái cổ đi ra, cổ đi ra cổ cũng quấn cái khăn vàng tắm ngang. Thì đại gia đình biết phụ nữ mà cũng thường xuyên tập thể dục thể thao này kia thì cái tướng nó rất là đẹp, nhìn nó bén ngót à, mà cổ đẹp, cổ trong nhà giống như chồng yêu quý thì cổ rất là đẹp. Thì khi cổ đi ra thì cổ quàng cái khăn tắm ngang thì là người chồng cũng lâu ngày mới về gặp vợ, thì nhìn tướng vợ nó lại đẹp, nó vừa tắm xong nó thơm tho nữa, cho nên là anh chàng mới là coi như là nhào tới lại ôm chầm lấy vợ. Thì ôm cô vợ thì là cấp đầu cô vợ cũng đẩy đưa tí thì cuối cùng vẫn chịu, tại vì chồng nó nhớ nó thương nó ôm nó hung. Thì khi anh chồng anh ôm anh hung quá thì là cũng xảy ra cái chuyện của vợ chồng đó, giống như đâu có chịu nổi đâu. Ông lúc này ông thấy vợ đẹp quá là coi như cái cơn ghen nãy giờ của ổng nó biến đâu mất tiêu hết trơn, không có còn ghen tương gì nữa hết trơn, là chỉ biết là vợ mình là ôm chầm lấy vợ vào trong lòng và bắt đầu là ân ái với vợ chuyện đó. Thì anh chàng mới là hôn vợ, lúc này là bắt đầu là đè vợ xuống là hôn tùm lum trên mặt vợ hết. Thì bắt đầu tới hôn dài 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 xuống thì hôn tới ngực vợ thì cũng không có sao hết, bình thường vợ chồng đó. Thì bắt đầu là hôn dài 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 xuống tới hôn tới dưới, thì tới cái chuyện đó ở dưới em có nói rồi, đây là câu chuyện mặn nha đại gia đình, xin nghe thôi nha. Thì hôn tới ở dưới thì lúc này là cô vợ là tự nhiên ở trong cái cơ thể của người vợ có một cái luồng nước, có cái luồng nước gì đó mà nó có cái chất nó lạ, nó có chất nhờn và nó mặn mặn. Thì anh chàng này anh chồng này anh mới giật mình, ổng mới nói với lại cái cô vợ là cái này cái gì vậy em, sao kỳ vậy. Cái cô vợ có mới nói có gì đâu kỳ anh, bình thường mà. Ông mới nói hồi đó tới giờ đâu có cái chất này, sao bây giờ anh thấy cái chất này nó kỳ kỳ. Cái cô nói tại tại anh làm em sướng quá cho nên em mới ra chất đó nó nhiều. Thì ông chồng này ông cũng hồ nghi nhưng mà ngửa dạ hoài cũng thấy kỳ, cái mùi nó lạ mà nó cũng mặn mặn mà nó lại nhiều, cái trong đó nó ra nó không có giống như của phụ nữ bình thường của vợ ổng trước giờ. Thì ổng đa nghi trong đầu ổng rồi, nhưng mà cô vợ lúc này là cổ nạt ổng, cổ nghe vậy có thấy ổng chần chừ rồi, cái bắt đầu cổ mới nói bây giờ anh có làm không hay là nghỉ. Cái bắt đầu ổng ổng thì ổng chịu vợ, ổng hết hồn, cái bắt đầu ổng mới làm tiếp tục, ổng vẫn tiếp tục, ổng vẫn hôn hít, ổng vẫn uống hết những cái chất đó. Thì cái cô vợ này cổ bắt đầu cổ cười hẳn khoái lên, cổ mới nói hình như anh thích uống mấy cái chất này đúng không, thôi vậy để mai mốt em kêu ông thầy tập gym lại là ông tập cho em, lần nào ông tập cũng có nhiều cái chất này rồi anh về anh uống nha. Thì cái câu chuyện nó tới đây thì đang đón phần 2 thôi, nhưng mà nó làm cho Tấm Cúc cảm thấy mình có cái gì đó nó hơi nhói cái lòng đúng không đại gia đình. Đây là một câu chuyện mặn thiệt nhưng mà câu chuyện có thật, người gửi cho Tấm Cúc chính là cái người đàn ông trong câu chuyện này luôn. Thì Cúc biết khi mà kể câu chuyện này ra chắc đại gia đình mình cũng có nhiều anh em comment nói về cái người đàn ông này và cái người phụ nữ kia như thế nào. Mình lớn rồi mình nghe qua là mình biết câu chuyện nó dẫn dắt đi như thế nào hết rồi đó, nhưng mà có lẽ vì cái anh chồng này thương cô vợ quá, người ta nói không có đàn ông nào ngu hết trơn á, tại vì người ta biết nhưng mà người ta thương vợ quá, người ta không có muốn mất vợ cho nên người ta gán chiều, chứ thật sự người ta biết hết là nếu mà không biết thì người ta sẽ không nhờ Tấm Cúc làm cái clip này đúng không quý vị. Người ta phải biết người ta mới nhờ, nhưng mà những cái người phụ nữ không ghi người Tấm Cúc cũng như mọi người thường thường hay ý y lắm, cảm thấy mình được thương thì mình ý y lắm. Cái đó là coi chừng có ngày là mất mất cái người thương mình quá
mình phải trân trọng, không có thể làm cái gì có lỗi được. À, thì cũng Cúc cũng suy nghĩ nhiều, nếu mình phát cái câu chuyện này lên, có thể là nhiều anh trai cũng suy nghĩ và nhiều chị gái cũng suy nghĩ lại. À, có đôi lúc có những cái say nắng của mình á, không có kiềm chế được. Nhưng cái gì thì cũng đừng có làm quá trớn như vậy. Nghe cái câu chuyện này thì thật sự em không biết phải nói như thế nào. Thì xin mời đại gia đình của mình đón xem tiếp cái phần 2 khi cái anh trai này anh gửi qua cho Tấm Cúc nha. Thì đó là như vậy, là phần 1 quyết định kể câu chuyện hơi mặn. Em sorry nếu mà có hơi mặn quá. Đại gia đình mình nghe cho thư giãn nha. Ai cũng lớn ai cũng biết hết rồi. Cúc xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nha. Nhất là vào cái đoạn thứ hai. Em bye bye.